Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một ván đấu giữa hai kỳ thủ của Việt Nam, đó là Hà Văn Tiến đại chiến Lại Lý Huynh. Trong ván đấu này, danh thủ Hà Văn Tiến là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Lại Lý Huynh là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu diễn ra vào ngày 24 tháng 3 tại giải cờ tướng vô địch toàn quốc năm 2019 tại vòng thứ 5 được tổ chức tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sau đây là diễn biến của ván đấu, mời các bạn cùng theo dõi. Đến đây, với việc khuyết một tưởng và thua một quân nên Hà Văn Tiến liền lật bàn chịu thua. Trong ván đấu này, Lại Lý Huynh cầm đen đi hậu thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.